Kính thưa quý vị và các bạn đang theo dõi trên Nghĩa Tin Tức. Hôm nay thứ Sáu ngày 9 tháng 8, rời xa chánh trường Hoa Kỳ, xa mớ hỗn độn đó. Hôm nay tôi xin giải ảo kinh tế Trung Cộng với tiêu đề Kinh tế Trung Cộng vỡ mộng ở những đâu. Bài phân tích chi tiết trên tạp chí Foreign Affairs cho ta thấy nhiều khía cạnh khủng hoảng của một nền kinh tế được lãnh đạo duy trì vì lý do ý thức hẹp. Cuộc khủng hoảng kinh tế thực sự của Trung Quốc. Tại sao Bắc Kinh không từ bỏ một mô hình thất bại? Nền kinh tế Trung Quốc đang bị mắc kẹt. Sau quyết định của Bắc Kinh vào cuối năm 2022, đột ngột chấm dứt chính sách không COVID hà khắc, nhiều nhà quan sát cho rằng động lực tăng trưởng của Trung Quốc sẽ nhanh chóng bùng nổ trở lại. Sau nhiều năm phong tỏa vì đại dịch, khiến một số lĩnh vực kinh tế gần như dừng lại. Việc mở cửa trở lại đất nước được cho là sẽ tạo ra sự trở lại mạnh mẽ. Thay vào đó, quá trình phục hồi đã chững lại với hiệu suất GDP chậm chạp, lòng tin người tiêu dùng giảm sút, xung đột ngày càng gia tăng với phương Tây và giá bất động sản sụp đổ, khiến một số công ty lớn nhất Trung Quốc vỡ nợ. Vào tháng 7 năm 2024, dữ liệu chính thức của Trung Quốc tiết lộ rằng tăng trưởng GDP đang tụt hậu so với mục tiêu của chính phủ là khoảng 5%. Chính phủ cuối cùng đã cho phép người dân Trung Quốc rời khỏi nhà của họ, nhưng họ không thể chỉ huy nền kinh tế trở lại sức mạnh trước đây. Để lý giải cho bức tranh ảm đạm này, các nhà quan sát phương Tây đã đưa ra nhiều lời giải thích khác nhau. Trong số đó, có cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài của Trung Quốc, dân số già hóa nhanh chóng, và việc nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình siết chặt quyền kiểm soát nền kinh tế và phản ứng cực đoan với đại dịch. Nhưng có một động lực lâu dài hơn của tình trạng trì trệ hiện tại, một động lực sâu xa hơn, chủ nghĩa độc đoán ngày càng gia tăng của Tập Cận Bình, hoặc tác động của thị trường bất động sản sụp đổ. Một chiến lược kinh tế kéo dài hàng thập kỷ, ưu tiên sản xuất công nghiệp hơn tất cả mọi thứ khác. Một cách mà theo thời gian đã dẫn đến tình trạng dư thừa năng lực cấu trúc rất lớn. Trong nhiều năm, các chính sách công nghiệp của Bắc Kinh đã dẫn đến việc đầu tư quá mức vào các cơ sở sản xuất trong các lĩnh vực từ nguyên liệu thô đến các công nghệ mới nổi như pin và robot, thường khiến các thành phố và công ty Trung Quốc phải gánh chịu gánh nặng nợ nần khổng lồ trong quá trình này. Nói một cách đơn giản, trong nhiều lĩnh vực kinh tế quan trọng, Trung Quốc đang sản xuất nhiều sản lượng hơn nhiều so với mức mà nước này hoặc các thị trường nước ngoài có thể hấp thụ một cách bền vững. Kết quả là, nền kinh tế Trung Quốc có nguy cơ bị mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn của giá cả giảm, phá sản, đóng cửa nhà máy và cuối cùng là mất việc làm. Lợi nhuận giảm đã buộc các nhà sản xuất phải tăng sản lượng hơn nữa và giảm giá mạnh hơn cho hàng hóa của họ để tạo ra tiền mặt trả nợ. Hơn nữa, khi các nhà máy buộc phải đóng cửa và các ngành công nghiệp hợp nhất, các công ty còn lại không nhất thiết là hiệu quả nhất hoặc có lợi nhuận cao nhất. Thay vào đó, những công ty sống sót có xu hướng là những công ty có khả năng tiếp cận nhất nhất với các khoản trợ cấp của chính phủ và nguồn tài chính giá rẻ. Kể từ giữa những năm 2010, vấn đề này cũng đã trở thành một lực lượng gây bất ổn trong thương mại quốc tế bằng cách tạo ra tình trạng dư thừa nguồn cung trên thị trường toàn cầu đối với nhiều mặt hàng. Các công ty Trung Quốc đang đẩy giá xuống dưới điểm hòa vốn đối với các nhà sản xuất ở các quốc gia khác. Vào tháng 12 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã cảnh báo rằng sản lượng dư thừa của Trung Quốc đang gây ra tình trạng mất cân bằng thương mại, không bền vững và cáo buộc Bắc Kinh tham gia vào các hoạt động thương mại không công bằng bằng cách bán tháo số lượng lớn sản phẩm Trung Quốc
vào thị trường châu Âu với giá cắt cổ. Vào tháng 4, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen đã cảnh báo rằng việc Trung Quốc đầu tư quá mức vào thép, than, xe điện và nhiều mặt hàng khác đang đe dọa gây ra sự gián đoạn kinh tế trên toàn cầu. Yellen cho biết, hiện tại Trung Quốc đơn giản là quá lớn để phần còn lại của thế giới có thể hấp thụ được năng lực khổng lồ này. Bất chấp những lời phủ nhận kịch liệt của Bắc Kinh, chính sách công nghiệp của Trung Quốc trong nhiều thập kỷ đã dẫn đến những chu kỳ dự thừa năng lực sản xuất liên tục. Trong nước, các nhà máy trong các lĩnh vực ưu tiên do chính phủ chỉ định của nền kinh tế thường xuyên bán sản phẩm dưới giá thành để đáp ứng các mục tiêu chính trị của địa phương và quốc gia. Và Bắc Kinh thường xuyên tăng mục tiêu sản xuất đối với nhiều mặt hàng, ngay cả khi mức hiện tại đã vượt quá nhu cầu. Một phần, điều này bắt nguồn từ truyền thống lâu đời về kế hoạch kinh tế, vốn rất coi trọng sản xuất công nghiệp và phát triển cơ sở hạ tầng, trong khi hầu như bỏ qua tiêu dùng hộ gia đình. Sự giám sát này không bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết hoặc tính toán sai lầm. Thay vào đó, nó phản ánh tầm nhìn kinh tế lâu dài của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo quan điểm của Đảng, tiêu dùng là sự sao nhãng mang tính cá nhân, đe dọa chuyển hướng nguồn lực khỏi sức mạnh kinh tế cốt lõi của Trung Quốc, nền tảng công nghiệp. Theo chính thống của Đảng, lợi thế kinh tế của Trung Quốc bắt nguồn từ mức tiêu dùng thấp và tỷ lệ tiết kiệm cao, tạo ra vốn mà hệ thống ngân hàng do nhà nước kiểm soát có thể chuyển vào các doanh nghiệp công nghiệp. Hệ thống này cũng củng cố sự ổn định chính trị bằng cách đưa hệ thống phân cấp của Đảng vào mọi lĩnh vực kinh tế. Bởi vì nền tảng công nghiệp phình to của Trung Quốc phụ thuộc vào nguồn tài chính giá rẻ để tồn tại, nguồn tài chính mà giới lãnh đạo Trung Quốc có thể hạn chế bất cứ lúc nào, nên giới tinh hoa kinh doanh bị ràng buộc chặt chẽ, thậm chí phục tùng vào lợi ích của Đảng. Ở phương Tây, tiền ảnh hưởng đến chính trị, nhưng ở Trung Quốc thì ngược lại, chính trị ảnh hưởng đến tiền. Rõ ràng nền kinh tế Trung Quốc cần phải tạo ra sự cân bằng mới giữa đầu tư và tiêu dùng, nhưng Bắc Kinh khó có thể thực hiện sự thay đổi này vì họ phụ thuộc vào quyền kiểm soát chính trị mà họ có được từ chính sách kinh tế tham dự sản xuất. Đối với phương Tây, vấn đề dư thừa năng lực sản xuất của Trung Quốc đặt ra một thách thức dài hạn không thể giải quyết chỉ bằng cách dựng lên các rào cản thương mại mới. Một mặt, ngay cả khi Hoa Kỳ và châu Âu có thể hạn chế đáng kể lượng hàng hóa Trung Quốc đến các thị trường phương Tây, thì điều đó cũng không thể giải quyết được tình trạng kém hiệu quả về mặt cấu trúc đã tích tụ ở Trung Quốc trong nhiều thập kỷ. Ưu tiên các mục tiêu đầu tư và sản xuất công nghiệp. Bất kỳ sự điều chỉnh, lộ trình nào cũng có thể mất nhiều năm thực hiện chính sách liên tục của Trung Quốc để thành công. Mặt khác, việc Tập Cận Bình ngày càng nhấn mạnh vào việc khiến Trung Quốc tự cung tự cấp về mặt kinh tế, một chiến lược tự thân là phản ứng trước những nỗ lực được cho là của phương Tây nhằm cô lập quốc gia này về mặt kinh tế, đã làm tăng thay vì giảm áp lực dẫn đến tình trạng sản xuất quá mức. Hơn nữa, những nỗ lực của Washington nhằm ngăn chặn Bắc Kinh tràn ngập Hoa Kỳ bằng hàng hóa giá rẻ trong các lĩnh vực quan trọng chỉ có khả năng tạo ra tình trạng kém hiệu quả mới trong nền kinh tế Hoa Kỳ, ngay cả khi họ chuyển vấn đề sản xuất quá mức của Trung Quốc sang các thị trường quốc tế khác. Để xây dựng một cách tiếp cận tốt hơn, các nhà lãnh đạo và nhà hoạch định chính sách phương Tây sẽ làm tốt khi hiểu được những động lực sâu xa thúc đẩy tình trạng dư thừa năng lực sản xuất của Trung Quốc và đảm bảo rằng các chính sách của họ không khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Thay vì tìm cách cô lập Trung Quốc hơn nữa, phương Tây nên thực hiện các bước để giữ Bắc Kinh vững chắc trong hệ thống thương mại toàn cầu.
sử dụng các động lực của thị trường toàn cầu để định hướng Trung Quốc theo hướng tăng trưởng cân bằng hơn và các chính sách công nghiệp ít nặng tay hơn. Nếu không có một chiến lược như vậy, phương Tây có thể phải đối mặt với một Trung Quốc ngày càng không bị ràng buộc bởi các mối quan hệ kinh tế quốc tế và sẵn sàng tăng gấp đôi chiến lược sản xuất do nhà nước lãnh đạo, ngay cả khi có nguy cơ gây hại cho nền kinh tế toàn cầu và kìm hãm sự thịnh vượng của chính mình. Lỗi của nhà máy. Các vấn đề về cấu trúc cơ bản gây ra tình trạng trì trệ kinh tế của Trung Quốc không phải là kết quả của các lựa chọn chính sách gần đây. Chúng bắt nguồn trực tiếp từ chiến lược công nghiệp mất cân bằng đã hình thành trong những năm đầu của kỷ nguyên cải cách của Trung Quốc, 4 thập kỷ trước. Kế hoạch 5 năm lần thứ 6 của Trung Quốc, 1931-85, là kế hoạch đầu tiên được lập ra sau khi nhà lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình mở cửa nền kinh tế Trung Quốc. Mặc dù tài liệu này dài hơn 100 trang, nhưng hầu hết đều dành cho phát triển khu vực công nghiệp của Trung Quốc, mở rộng thương mại quốc tế và thúc đẩy công nghệ. Chỉ có một trang dành cho chủ đề tăng thu nhập và tiêu dùng. Bất chấp những thay đổi lớn về công nghệ và thị trường toàn cầu gần như khác biệt đến mức không thể nhận ra, sự nhấn mạnh của Đảng vào cơ sở công nghiệp của Trung Quốc vẫn tương tự đáng kể cho đến ngày nay. Kế hoạch 5 năm lần thứ 14, 2021-25, đưa ra các mục tiêu chi tiết về tăng trưởng kinh tế, đầu tư R&D, thành tựu bằng sáng chế và sản xuất lương thực và năng lượng. Nhưng ngoài một số tài liệu tham khảo ít ỏi khác, tiêu dùng hộ gia đình chỉ được tóm tắt trong một đoạn văn duy nhất. Khi ưu tiên sản lượng công nghiệp, các nhà hoạch định lụy lĩnh kinh tế của Trung Quốc cho rằng các nhà sản xuất Trung Quốc sẽ luôn có thể bán bớt nguồn cung dư thừa trên thị trường toàn cầu và thu tiền mặt từ doanh số bán ra nước ngoài. Tuy nhiên, trên thực tế, họ đã tạo ra tình trạng đầu tư quá mức vào sản xuất trên khắp các lĩnh vực mà thị trường trong nước đã bão hòa và các chính phủ nước ngoài cảnh giác với sự thống trị của chuỗi cung ứng Trung Quốc. Vào những năm đầu của thế kỷ 21, đó là thép Trung Quốc với công suất thặng dư của nước này cuối cùng đã vượt qua toàn bộ sản lượng thép của Đức, Nhật Bản và Hoa Kỳ cộng lại. Gần đây hơn, Trung Quốc đã kết thúc với tình trạng dư thừa tương tự về than, nhôm, thủy tinh, xi măng, thiết bị robot, pin xe điện và các vật liệu khác. Các nhà máy Trung Quốc hiện có thể sản xuất gấp đôi số tấm pin mặt trời mà thế giới có thể sử dụng mỗi năm. Đối với nền kinh tế toàn cầu, tình trạng dư thừa năng lực sản xuất kinh niên của Trung Quốc có tác động sâu rộng. Ví dụ, với xe điện, các nhà sản xuất ô tô ở châu Âu đã phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ hàng nhập khẩu giá rẻ của Trung Quốc. Các nhà máy trong lĩnh vực công nghệ mới nổi này và các lĩnh vực khác ở phương Tây có thể đóng cửa hoặc tệ hơn là không bao giờ được xây dựng. Hơn nữa, các ngành sản xuất giá trị cao có tác động kinh tế vượt xa các hoạt động của chính họ. Chúng tạo ra việc làm trong lĩnh vực dịch vụ và đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì các nguồn nhân tài địa phương cần thiết để thúc đẩy đổi mới và đột phá công nghệ. Tại thị trường nội địa Trung Quốc, các vấn đề dư thừa năng lực sản xuất đã gây ra cuộc chiến giá cả tàn khốc trong một số ngành công nghiệp đang cản trở lợi nhuận và muốn hết vốn. Theo số liệu thống kê của chính phủ, 27% các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc không có lãi vào tháng 5. Tại một thời điểm vào năm ngoái, con số này đã lên tới 32%. Sản xuất quá mức trong toàn bộ nền kinh tế cũng đã làm giảm giá nói chung, khiến lạm phát gần bằng không và tỷ lệ dịch vụ nợ cho khu vực tư nhân phi tài chính, tỷ lệ giữa tổng số tiền trả nợ so với thu nhập khả dụ, tăng lên mức cao nhất mọi thời đại.
Những xu hướng này đã làm xói mòn niềm tin của người tiêu dùng, dẫn đến tiêu dùng trong nước tiếp tục giảm và làm tăng nguy cơ Trung Quốc rơi vào bẫy giảm phát. Khi các nhà hoạch định kinh tế của Bắc Kinh nói về tiêu dùng, họ có xu hướng làm như vậy liên quan đến các mục tiêu công nghiệp. Trong cuộc thảo luận ngắn gọn về chủ đề này, kế hoạch 5 năm hiện tại nêu rõ rằng tiêu dùng nên được định hướng cụ thể vào các mặt hàng phù hợp với các ưu tiên công nghiệp của Bắc Kinh, ô tô, đồ điện tử, sản phẩm kỹ thuật số và thiết bị thông minh. Tương tự như vậy, mặc dù lĩnh vực thương mại điện tử sôi động của Trung Quốc có thể gợi ý rất nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng, nhưng trên thực tế, các nền tảng lớn như Alibaba, Pinduoduo và Shein cạnh tranh quyết liệt để bán cùng một sản phẩm hàng hóa. Nói cách khác, ảo tưởng về sự lựa chọn của người tiêu dùng che giấu một thị trường trong nước bị định hình chủ yếu bởi các ưu tiên công nghiệp của nhà nước hơn là sở thích của cá nhân. Điều này cũng được phản ánh trong các sáng kiến chính sách nhằm thúc đẩy chi tiêu của người tiêu dùng. Hãy xem xét nỗ lực gần đây của chính phủ nhằm thúc đẩy thay thế hàng hóa. Theo kế hoạch hành động tháng 3 năm 2024, Bộ Thương mại cùng với các cơ quan chính phủ khác của Trung Quốc đã cung cấp trợ cấp cho người tiêu dùng đổi ô tô, đồ gia dụng và đồ đạc cũ lấy mẫu mới. Trên lý thuyết, kế hoạch này khá giống với chương trình tiền mặt đổi xe cũ mà Washington đưa ra trong cuộc suy thoái năm 2008 để hỗ trợ ngành công nghiệp ô tô Hoa Kỳ. Nhưng kế hoạch này thiếu các chi tiết cụ thể và phụ thuộc vào chính quyền địa phương để thực hiện, khiến nó phần lớn không hiệu quả. Đáng chú ý là nó đã không thể nâng giá hàng hóa bền. Mặc dù chính phủ có thể tác động đến động lực cung và cầu trên thị trường tiêu dùng của Trung Quốc, nhưng họ không thể buộc mọi người chi tiêu hoặc trừng phạt họ nếu họ không chi tiêu. Khi tăng trưởng thu nhập chậm lại, mọi người thường thắt chặt hầu bao, trì hoãn các khoản mua sắm lớn và cố gắng sử dụng lâu hơn với các thiết bị cũ. Nghịch lý thay, lực cản mà tình trạng dư thừa công suất gây ra cho nền kinh tế nói chung có nghĩa là những nỗ lực của chính phủ nhằm định hướng tiêu dùng đang khiến mọi người thậm chí còn ít có khả năng chi tiêu hơn. Người thu nợ. Vấn đề dư thừa năng lực sản xuất của Bắc Kinh nằm ở trung tâm của vấn đề, là gánh nặng đặt lên vai chính quyền địa phương trong việc phát triển cơ sở công nghiệp của Trung Quốc. Các kế hoạch công nghiệp áp đặt từ trên xuống được thiết kế để thưởng cho các thành phố và khu vực có thể mang lại mức tăng trưởng GDP cao nhất bằng cách cung cấp các ưu đãi cho các quan chức địa phương để phân bổ vốn và trợ cấp cho các lĩnh vực ưu tiên. Như học giả Mary Gallagher đã quan sát, Bắc Kinh đã thổi bùng ngọn lửa bằng cách sử dụng các chiến dịch xã hội như thịnh vượng chung, một khái niệm mà nhà lãnh đạo Trung Quốc Mao Trạch Đông lần đầu đề xuất vào năm 1953 và được Tập Cận Bình hồi sinh tại một cuộc họp của đảng vào năm 2021 để thúc đẩy phát triển công nghiệp tại địa phương. Các chỉ thị và chiến dịch lập kế hoạch này gây áp lực rất lớn lên các lãnh đạo đảng địa phương để đạt được kết quả nhanh chóng, điều mà họ có thể coi là rất quan trọng để thăng tiến trong đảng. Do đó, các quan chức này có động lực mạnh mẽ để thực hiện các khoản đầu tư có đòn bẩy cao vào các lĩnh vực ưu tiên, bất kể những động thái này có khả năng sinh lãi hay không. Hiện tượng này đã thúc đẩy các hoạt động tài trợ rủi ro của chính quyền địa phương trên khắp Trung Quốc. Để khuyến khích sáng kiến của địa phương, Bắc Kinh thường không cung cấp tài chính. Thay vào đó, họ trao cho các quan chức địa phương quyền quyết định rộng rãi để sắp xếp các phương tiện đầu tư ngoài bảng cân đối kế toán với sự trợ giúp của các ngân hàng khu vực để tài trợ cho các dự án trong các lĩnh vực ưu tiên.
với chính quyền quốc gia tự giới hạn mình trong việc chỉ định loại tùy chọn tài trợ địa phương nào bị cấm. Khoảng 30% chi tiêu cho cơ sở hạ tầng của Trung Quốc đến từ các phương tiện đầu tư này. Nếu không có chúng, các quan chức địa phương đơn giản là không thể thực hiện các dự án sẽ giúp họ giành được lời khen ngợi trong đảng. Không thể tránh khỏi, cách tiếp cận này không chỉ dẫn đến tình trạng dư thừa công suất công nghiệp khổng lồ, mà còn dẫn đến mức nợ của chính quyền địa phương khổng lồ. Theo một cuộc điều tra của The Wall Street Journal, vào tháng 7, tổng số tiền nợ ngoài sổ sách do chính quyền địa phương trên khắp Trung Quốc nắm giữ hiện ở mức từ 7.000 tỷ đến 11.000 tỷ đô la, với nguy cơ vỡ nợ lên tới 800 tỷ đô la. Mặc dù quy mô nợ có thể tệ hơn hiện nay, nhưng vấn đề này không phải là mới. Kể từ cuộc cải cách tài chính năm 1994 của Trung Quốc, cho phép chính quyền địa phương giữ lại một phần doanh thu thuế mà họ thu được, nhưng giảm chuyển nhượng tài chính mà họ nhận được từ Bắc Kinh, các chính quyền địa phương đã phải chịu áp lực tài chính kinh niên. Họ đã phải vật lộn để hoàn thành nhiệm vụ kép của mình là thúc đẩy tăng trưởng GDP địa phương và cung cấp các dịch vụ công với nguồn lực hạn chế, bằng cách tập trung quyền lực tài chính ở cấp quốc gia và chuyển giao chi tiêu cho cơ sở hạ tầng và dịch vụ xã hội cho các khu vực và thành phố. Các chính sách của Bắc Kinh đã đẩy chính quyền địa phương vào cảnh nợ nần. Hơn nữa, bằng cách nhấn mạnh vào hiệu suất tăng trưởng nhanh chóng, Bắc Kinh đã thúc đẩy các quan chức địa phương ủng hộ các dự án vốn được thực hiện nhanh chóng trong các ngành công nghiệp ưu tiên của quốc gia. Để khuyến khích thêm, Bắc Kinh đôi khi cung cấp hỗ trợ tài chính hạn chế cho các dự án trong các lĩnh vực ưu tiên và giúp tạo điều kiện phê duyệt để chính quyền địa phương đảm bảo tài chính. Cuối cùng, chính quyền địa phương phải chịu rủi ro tài chính và thành công hay thất bại của dự án nằm trên vai của người đứng đầu đảng địa phương, dẫn đến kết quả bị bóp méo. Một vấn đề lớn hơn với sự phụ thuộc của Trung Quốc vào chính quyền địa phương để thực hiện chính sách công nghiệp là nó khiến các thành phố và khu vực trên khắp đất nước cạnh tranh trong cùng một lĩnh vực, thay vì bổ sung cho nhau hoặc phát huy thế mạnh của riêng mình. Do đó, trong hơn hai thập kỷ, các tỉnh của Trung Quốc, từ Tân Cương ở phía Tây đến Thượng Hải ở phía Đông, từ Hạc Long Giang ở phía Bắc đến Hải Nam ở phía Nam, đã thành lập các nhà máy trong cùng một ngành công nghiệp ưu tiên do chính phủ chỉ định, với rất ít sự phối hợp giữa các tỉnh, được thúc đẩy bởi nỗ lực của các quan chức tỉnh và địa phương nhằm vượt trội hơn các đối tác của họ. Không thể tránh khỏi, sự cạnh tranh trong nước này đã dẫn đến tình trạng dư thừa công suất và mức nợ cao, ngay cả trong các ngành công nghiệp mà Trung Quốc đã giành được sự thống trị thị trường toàn cầu. Hãy lấy tấm pin mặt trời làm ví dụ. Năm 2010, Hội đồng Nhà nước Trung Quốc đã tuyên bố rằng các ngành công nghiệp mới nổi chiến lược, bao gồm năng lượng mặt trời, sẽ chiếm 15% GDP quốc gia vào năm 2020. Trong vòng 2 năm, 31 trong số 34 tỉnh của Trung Quốc đã chỉ định ngành công nghiệp quang điện mặt trời là ưu tiên. Một nửa số thành phố của Trung Quốc đã đầu tư vào ngành công nghiệp quang điện mặt trời, và hơn 100 thành phố của Trung Quốc đã xây dựng các khu công nghiệp quang điện mặt trời. Gần như ngay lập tức, sản lượng quang điện của Trung Quốc đã vượt xa nhu cầu trong nước, với nguồn cung dư thừa được xuất khẩu sang châu Âu và các khu vực khác trên thế giới, nơi các chính phủ đang trợ cấp cho quyền sở hữu tấm pin mặt trời. Đến năm 2013, cả Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu đều áp dụng thuế chống bán phá giá đối với các nhà sản xuất quang điện Trung Quốc. Đến năm 2022, công suất quang điện mặt trời lắp đặt của riêng Trung Quốc
đã lớn hơn bất kỳ quốc gia nào khác sau khi nước này tích cực xây dựng năng lượng tái tạo. Nhưng lưới điện của Trung Quốc không thể hỗ trợ thêm công suất năng lượng mặt trời. Với thị trường trong nước đã bão hòa hoàn toàn, các nhà sản xuất năng lượng mặt trời đã tiếp tục bán tháo càng nhiều hàng hóa của họ càng tốt ra thị trường nước ngoài. Vào tháng 8 năm 2023, Bộ Thương mại Hoa Kỳ phát hiện ra rằng các nhà sản xuất PV Trung Quốc đang vận chuyển sản phẩm đến Campuchia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam để thực hiện các thủ tục xử lý nhỏ nhằm tránh phải trả thuế chống bán phá giá của Hoa Kỳ. Công suất sản xuất PV của Trung Quốc hiện đã gấp đôi nhu cầu toàn cầu, dự kiến sẽ tăng thêm 50% vào năm 2025. Tình trạng cung vượt cầu cực độ này đã khiến tỷ lệ sử dụng trong ngành điện mặt trời thành phẩm của Trung Quốc giảm mạnh xuống chỉ còn 23% vào đầu năm 2024. Tuy nhiên, các nhà máy này vẫn tiếp tục hoạt động vì họ cần huy động tiền mặt để trả nợ và trang trải các chi phí cố định. Một ví dụ khác là robot công nghiệp mà Bắc Kinh bắt đầu ưu tiên vào năm 2015 như một phần của chiến lược Made in China 2025. Vào thời điểm đó, có một lý do rõ ràng để xây dựng một ngành công nghiệp robot trong nước mạnh hơn. Trung Quốc đã vượt qua Nhật Bản để trở thành nước mua robot công nghiệp lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 20% doanh số bán hàng trên toàn thế giới. Hơn nữa, kế hoạch này dường như đã đạt được những kết quả đáng kinh ngạc. Đến năm 2017, đã có hơn 800 công ty robot và 40 khu công nghiệp tập trung vào robot hoạt động trên ít nhất 20 tỉnh của Trung Quốc. Tuy nhiên, nỗ lực chung này không giúp ích gì nhiều cho việc thúc đẩy công nghệ robot của Trung Quốc, mặc dù đã tạo ra một cơ sở công nghiệp khổng lồ. Để đáp ứng các mục tiêu sản xuất đầy tham vọng của Bắc Kinh, các quan chức địa phương có xu hướng đầu tư vào các công nghệ tiên tiến, có thể mở rộng quy mô nhanh chóng. Ngày nay, Trung Quốc có năng lực dư thừa lớn về robot cấp thấp, nhưng vẫn thiếu năng lực đủ lớn về robot tự động cấp cao, đòi hỏi phải có sở hữu trí tuệ trong nước. Tình trạng dư thừa năng lực sản xuất ở phân khúc giá rẻ cũng đã gây ảnh hưởng đến các ngành công nghệ khác của Trung Quốc. Ví dụ gần đây nhất là trí tuệ nhân tạo, được Bắc Kinh chỉ định là ngành công nghiệp ưu tiên trong hai kế hoạch 5 năm gần đây nhất. Vào tháng 8 năm 2019, chính phủ đã kêu gọi thành lập khoảng 20 khu vực thí điểm AI. Các công viên nghiên cứu có nhiệm vụ sử dụng dữ liệu của chính quyền địa phương để thử nghiệm thị trường. Mục đích là khai thác hai thế mạnh lớn nhất của Trung Quốc trong lĩnh vực này: khả năng xây dựng cơ sở hạ tầng vật lý nhanh chóng và do đó hỗ trợ sự tập trung của các công ty và nhân tài AI, và việc không có ràng buộc về cách chính phủ thu thập và chia sẻ dữ liệu cá nhân. Trong vòng 2 năm, 17 thành phố của Trung Quốc đã tạo ra các khu vực thí điểm như vậy, bất chấp sự gián đoạn của đại dịch do virus corona và lệnh phong tỏa trên diện rộng của chính phủ. Mỗi thành phố này cũng đã thông qua các kế hoạch hành động để thúc đẩy đầu tư và chia sẻ dữ liệu hơn nữa. Trên lý thuyết, chương trình này có vẻ ấn tượng. Trung Quốc hiện chỉ đứng sau Hoa Kỳ về đầu tư vào AI. Nhưng chất lượng nghiên cứu AI thực tế, đặc biệt là trong lĩnh vực AI tạo sinh, đã bị cản trở bởi sự kiểm duyệt của chính phủ và thiếu sở hữu trí tuệ bản địa. Trên thực tế, nhiều công ty khởi nghiệp AI của Trung Quốc đã tận dụng được sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính phủ, đang sản xuất các sản phẩm về cơ bản, vẫn dựa vào các mô hình và phần cứng được phát triển ở phương Tây. Tương tự như các sáng kiến trong các ngành công nghiệp mới nổi khác, Bắc Kinh có nguy cơ lãng phí nguồn vốn khổng lồ vào các khoản đầu tư dư thừa tập trung vào quy mô kinh tế, hơn là đổi mới sâu rộng.
chủng tộc zombie. Nghịch lý thay, ngay cả khi các mục tiêu chính sách công nghiệp của Bắc Kinh thay đổi, nhiều đặc điểm thúc đẩy tình trạng dư thừa năng lực vẫn tồn tại. Bất cứ khi nào chính phủ Trung Quốc ưu tiên một lĩnh vực mới, các khoản đầu tư trùng lập của chính quyền địa phương chắc chắn sẽ thúc đẩy sự cạnh tranh trong nước gay gắt. Các công ty và nhà máy chạy đua để sản xuất cùng một sản phẩm và hầu như không kiếm được lợi nhuận, một hiện tượng được gọi là Nei Yuan ở Trung Quốc, hay sự thoái hóa. Thay vì cố gắng tạo sự khác biệt cho sản phẩm của mình, các công ty sẽ cố gắng đơn giản là sản xuất vượt trội hơn các đối thủ cạnh tranh bằng cách mở rộng sản xuất nhanh nhất có thể và tham gia vào các cuộc chiến giá cả khốc liệt. Có rất ít động lực để đạt được lợi thế cạnh tranh bằng cách cải thiện quản lý doanh nghiệp hoặc đầu tư vào R&D. Đồng thời, nhu cầu trong nước hữu hạn buộc các công ty phải xuất khẩu hàng tồn kho dư thừa ra nước ngoài, nơi mà nó chịu sự chi phối của địa chính trị và những biến động của thị trường toàn cầu. Suy thoái kinh tế tại các điểm đến xuất khẩu và căng thẳng thương mại gia tăng có thể cản trở tăng trưởng xuất khẩu và làm trầm trọng thêm tình trạng dư thừa năng lực trong nước. Tất cả những động lực này đều góp phần tạo nên một vòng luẩn quẩn. Các công ty được hỗ trợ bởi các khoản vay ngân hàng và sự hỗ trợ của chính quyền địa phương phải sản xuất không ngừng để duy trì dòng tiền của họ. Việc ngừng sản xuất có nghĩa là không có dòng tiền khiến các chủ nợ đòi tiền của họ. Nhưng khi các công ty sản xuất nhiều hơn, hàng tồn kho dư thừa tăng lên và giá tiêu dùng tiếp tục giảm, khiến các công ty mất nhiều tiền hơn và cần nhiều hỗ trợ tài chính hơn từ chính quyền địa phương và các ngân hàng. Và khi các công ty càng lún sâu vào nợ nần, họ càng khó trả nợ, làm tăng nguy cơ trở thành công ty thây ma. Về cơ bản là mất khả năng thanh toán, nhưng vẫn có thể tạo ra đủ dòng tiền để đáp ứng các nghĩa vụ tín dụng của mình. Khi nền kinh tế Trung Quốc đình trệ, chính phủ đã giảm thuế và phí đánh vào các công ty như một cách để thúc đẩy tăng trưởng. Nhưng điều đó đã làm giảm doanh thu của chính quyền địa phương, ngay cả khi chi tiêu cho các dịch vụ xã hội và thanh toán nợ tăng lên. Nói cách khác, mối quan hệ tài chính chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và các công ty mà họ hỗ trợ đã tạo ra một làn sóng tăng trưởng GDP địa phương do nợ nần thúc đẩy và khiến nền kinh tế rơi vào bẫy dư thừa năng lực khó đảo ngược. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, Trung Quốc vẫn cho thấy ít dấu hiệu giảm sự phụ thuộc vào nợ. Tập Cận Bình đã tăng gấp đôi chiến dịch của mình để Trung Quốc đạt được sự tự cung tự cấp về công nghệ trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị gay gắt với Hoa Kỳ. Theo quan điểm của Bắc Kinh, chỉ bằng cách đầu tư nhiều hơn nữa vào các lĩnh vực chiến lược, họ mới có thể tự bảo vệ mình khỏi sự cô lập hoặc các lệnh trừng phạt kinh tế tiềm tàng của phương Tây. Do đó, chính phủ đang tập trung vào việc tài trợ cho các công nghệ sản xuất và chiến lược tiên tiến và ngăn cản các khoản đầu tư mà họ coi là gây mất tập trung, chẳng hạn như trong lĩnh vực bất động sản. Để thúc đẩy công nghệ cao cấp bản địa hơn, trong những năm gần đây, các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đã huy động toàn bộ hệ thống ngân hàng và thiết lập các chương trình cho vay chuyên dùng để hỗ trợ nghiên cứu và đổi mới trong các lĩnh vực được ưu tiên. Kết quả là có xu hướng làm sâu sắc thêm, thay vì sửa chữa các vấn đề về cấu trúc dẫn đến đầu tư và sản xuất dư thừa. Ví dụ, vào năm 2021, Ngân hàng Phát triển Trung Quốc đã tạo ra một chương trình cho vay đặc biệt dành cho đổi mới khoa học và công nghệ và nghiên cứu cơ bản. Đến tháng 5 năm 2024, ngân hàng đã phân phối hơn 38 tỷ đô la tiền vay để hỗ trợ các lĩnh vực quan trọng tiên tiến, chẳng hạn như chất bán dẫn, công nghệ năng lượng sạch, công nghệ sinh học và
và dược phẩm. Vào tháng 4, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cùng với một số bộ của chính phủ đã tung ra một quỹ tái cập vốn trị giá 69 tỷ đô la để thúc đẩy một vòng cho vay mới khổng lồ của các ngân hàng Trung Quốc cho các dự án nhằm mục đích đổi mới khoa học và công nghệ. Chỉ 2 tháng sau khi chương trình ra mắt, khoảng 421 cơ sở công nghiệp trên khắp cả nước đã được chỉ định là nhà máy trình diện sản xuất thông minh, một nhãn hiệu mơ hồ dành cho các nhà máy có kế hoạch tích hợp AI vào quy trình sản xuất của họ. Chương trình cũng công bố các khoản đầu tư vào hơn 10.000 xưởng kỹ thuật số cấp tỉnh và hơn 4.500 công ty tập trung vào AI. Tuy nhiên, ngoài việc đạt được các con số đầu tư hàng đầu, chiến dịch này có rất ít tiêu chí để đo lường thành công thực tế. Chớ trêu thay, mục tiêu được nêu trong chương trình mới này là lấp đầy khoảng trống tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang thực hiện đổi mới, chỉ ra một thiếu sót lớn hơn trong quản lý kinh tế của Bắc Kinh. Trong nhiều năm, chính sách công nghiệp của Trung Quốc có xu hướng chuyển nguồn lực cho các công ty đã trưởng thành. Ngược lại, với nỗ lực to lớn để phát triển AI và các công nghệ tiên tiến khác, chính phủ đã cam kết các nguồn lực tài chính để phù hợp với cách tiếp cận vốn đầu tư mạo hiểm của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ngay cả ở đây, các nhà hoạch định kinh tế của Trung Quốc vẫn không nhận ra rằng động lực thực sự của đổi mới là sự gián đoạn. Để thực sự thúc đẩy loại sáng tạo này, các doanh nhân sẽ cần tiếp cận không bị cản trở vào thị trường vốn trong nước và vốn tư nhân. Một tình huống sẽ làm suy yếu sự kiểm soát của Bắc Kinh đối với giới tinh hoa kinh doanh của Trung Quốc. Nếu không có khả năng gián đoạn thị trường, những khoản đầu tư khổng lồ này chỉ làm trầm trọng thêm vấn đề dư thừa năng lực sản xuất của Trung Quốc. Tiền được chuyển vào những sản phẩm có thể mở rộng quy mô nhanh nhất, buộc các nhà sản xuất phải sản xuất quá mức và sau đó tồn tại với biên lợi nhuận mỏng có thể thu được từ việc bán phá giá ra thị trường quốc tế. Sự khổ đau của sự quá đỉnh. Trong ngành công nghiệp này, đến ngành công nghiệp khác, tình trạng dư thừa năng lực sản xuất kinh niên của Trung Quốc đang tạo ra một tình thế tiến thoái lưỡng nan phức tạp cho Hoa Kỳ và phương Tây. Trong những tháng gần đây, các quan chức phương Tây đã tăng cường chỉ trích các chính sách kinh tế của Bắc Kinh. Trong một bài phát biểu vào tháng 5, Lael Brainard, Giám đốc Hội đồng Cố vấn Kinh tế của chính quyền Biden, đã cảnh báo rằng tình trạng dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp do chính sách thúc đẩy của Trung Quốc, một cách nói tránh cho các hoạt động phản thị trường, đang gây tổn hại đến nền kinh tế toàn cầu. Bà cho biết bằng cách thực thi các chính sách làm giảm chi phí vốn, lao động và năng lượng một cách bất công và cho phép các công ty Trung Quốc bán bằng hoặc dưới giá thành. Trung Quốc hiện chiếm một tỷ lệ lớn công suất toàn cầu trong lĩnh vực xe điện, pin, chất bán dẫn và các lĩnh vực khác. Do đó, Bắc Kinh đang cản trở sự đổi mới và cạnh tranh trên thị trường toàn cầu, đe dọa việc làm ở Hoa Kỳ và những nơi khác, đồng thời hạn chế khả năng của Hoa Kỳ và các nước phương Tây khác trong việc xây dựng khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng. Tại cuộc họp Capri, Ý, vào tháng 4, các thành viên của G7 đã cảnh báo trong một tuyên bố chung rằng các chính sách và hoạt động phi thị trường của Trung Quốc đã dẫn đến tình trạng dư thừa công suất có hại. Dòng chảy ồ ạt của các sản phẩm giá rẻ do Trung Quốc sản xuất đã làm gia tăng căng thẳng thương mại. Kể từ năm 2023, một số chính phủ, bao gồm cả Việt Nam và Brazil, đã tiến hành các cuộc điều tra chống bán phá giá hoặc chống trợ cấp đối với Trung Quốc. Và Brazil, Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu đã áp thuế đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, bao gồm nhưng không giới hạn ở xe điện.
Đối mặt với áp lực quốc tế ngày càng gia tăng, Tập Cận Bình, các tạp chí hàng đầu của Đảng và phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc đã liên tục phủ nhận rằng Trung Quốc có vấn đề dư thừa năng lực sản xuất. Họ cho rằng những lời chỉ trích này xuất phát từ nỗi lo vô căn cứ của Hoa Kỳ và lợi thế về chi phí của Trung Quốc không phải là sản phẩm của trợ cấp mà là của nỗ lực của các doanh nghiệp, được định hình bởi sự cạnh tranh toàn diện trên thị trường. Thật vậy, các nhà ngoại giao Trung Quốc đã khẳng định rằng trong nhiều ngành công nghiệp công nghệ mới nổi, nền kinh tế toàn cầu đang phải chịu tình trạng thiếu hụt năng lực sản xuất đáng kể thay vì dư thừa nguồn cung. Vào tháng 5, tờ Nhân dân Nhật Báo, tờ báo chính thức của Đảng, đã cáo buộc Hoa Kỳ sử dụng những tuyên bố phóng đại về tình trạng dư thừa năng lực sản xuất làm cái cớ để đưa ra các rào cản thương mại có hại nhằm kiềm chế Trung Quốc và ngăn chặn sự phát triển của các ngành công nghiệp chiến lược của Trung Quốc. Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách và nhà phân tích kinh tế Trung Quốc từ lâu đã thừa nhận vấn đề này. Ngay từ tháng 12 năm 2015, Ma Kai, khi đó là Giám đốc Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc, đã cảnh báo rằng 7 ngành công nghiệp bao gồm thép và ô tô đang phải đối mặt với tình trạng dư thừa công suất nghiêm trọng. Ông cho rằng vấn đề này là do đầu tư mù quáng và mở rộng ở mức độ thấp. Trong gần 2 thập kỷ kể từ đó, Bắc Kinh đã ban hành hơn một chục hướng dẫn hành chính để giải quyết vấn đề trong nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng thành công không đáng kể. Vào tháng 3 năm 2024, một phân tích của Lu Feng thuộc Đại học Bắc Kinh đã xác định được các vấn đề dư thừa công suất trong các loại xe năng lượng mới, pin xe điện và vi mạch cũ. Bloomberg NF ước tính rằng sản lượng pin của Trung Quốc chỉ riêng trong năm 2023 đã bằng tổng nhu cầu toàn cầu. Với việc phương Tây tăng thêm năng lực sản xuất và các nhà sản xuất pin Trung Quốc tiếp tục mở rộng đầu tư và sản xuất, vấn đề cung vượt cầu trên toàn cầu có khả năng sẽ trở nên tồi tệ hơn trong những năm tới. Lưu cảnh báo rằng sự phát triển quá mức của Trung Quốc đối với các ngành công nghiệp này sẽ gây áp lực buộc các công ty Trung Quốc phải bán phá giá sản phẩm trên thị trường quốc tế và làm trầm trọng thêm mối quan hệ thương mại vốn đã căng thẳng của Trung Quốc với phương Tây. Để giải quyết vấn đề này, ông đề xuất kết hợp các biện pháp mà chính phủ Trung Quốc đã thử nghiệm, chẳng hạn như tăng hơi kịch chi tiêu trong nước, đầu tư và tiêu dùng hộ gia đình, và các biện pháp mà nhiều nhà kinh tế đã tranh luận từ lâu nhưng Bắc Kinh vẫn chưa thực hiện, bao gồm tách chính phủ khỏi doanh nghiệp và cải cách cơ chế phân phối lại để mang lại lợi ích cho các hộ gia đình. Tuy nhiên, các giải pháp được đề xuất này vẫn chưa giải quyết được vấn đề phối hợp cơ bản đang gây khó khăn cho nền kinh tế Trung Quốc. Sự trùng lập các khoản đầu tư của chính quyền địa phương vào các lĩnh vực ưu tiên do nhà nước chỉ định. Hàng rào thấp hơn, dây xích chặt hơn. Cho đến nay, Hoa Kỳ đã phản ứng với thách thức về tình trạng dư thừa năng lực sản xuất của Trung Quốc bằng cách áp đặt mức thuế quan cao đối với các sản phẩm năng lượng sạch của Trung Quốc, chẳng hạn như tấm pin mặt trời, xe điện và pin. Đồng thời, với đạo luật giảm lạm phát năm 2022, chính quyền Biden đã đổ hàng tỷ đô la vào việc xây dựng năng lực trong nước của Hoa Kỳ cho nhiều lĩnh vực tương tự. Nhưng Hoa Kỳ nên cảnh giác với việc cố gắng cô lập Trung Quốc chỉ bằng cách xây dựng các rào cản thương mại và tăng cường cơ sở công nghiệp của riêng mình, bằng cách đưa ra các ưu đãi lớn cho các công ty đầu tư vào các lĩnh vực quan trọng tại Hoa Kỳ. Washington có thể lặp lại một số vấn đề tương tự đang gây khó khăn cho nền kinh tế Trung Quốc. Sự phụ thuộc vào đầu tư bằng nợ, phân bổ nguồn lực không hiệu quả và có khả năng
là bong bóng đầu cơ trong cổ phiếu của các công ty công nghệ có thể làm mất ổn định thị trường nếu nó đột nhiên vỡ. Nếu mục tiêu là vượt qua Bắc Kinh, Washington nên tập trung vào những gì hệ thống của Hoa Kỳ đã làm tốt hơn: đổi mới, phá vỡ thị trường và sử dụng nhiều vốn tư nhân, với các nhà đầu tư lựa chọn các lĩnh vực triển vọng nhất để hỗ trợ và chấp nhận rủi ro cùng với phần thưởng, bằng cách tập trung vào các chiến lược nhằm hạn chế lợi thế kinh tế của Trung Quốc. Hoa Kỳ có nguy cơ bỏ bê thế mạnh của chính mình. Các nhà hoạch định chính sách của Hoa Kỳ cũng cần phải nhận ra rằng vấn đề dư thừa năng lực sản xuất của Trung Quốc đang trở nên trầm trọng hơn do Bắc Kinh theo đuổi mục tiêu tự cung tự cấp. Nỗ lực này vốn đã được chú trọng trong những năm gần đây, phản ánh sự bất an của Tập Cận Bình và mong muốn giảm thiểu các điểm yếu chiến lược của Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng kinh tế và địa chính trị gia tăng với Hoa Kỳ và phương Tây. Trên thực tế, những nỗ lực của Tập Cận Bình nhằm huy động người dân và nguồn lực của đất nước để xây dựng một bức tường công nghệ và tài chính xung quanh Trung Quốc cũng mang lại những hậu quả đáng kể. Một Trung Quốc ngày càng bị cắt đứt khỏi cả thị trường phương Tây sẽ ít mất mát hơn trong một cuộc đối đầu tiềm tàng với phương Tây, và do đó ít động lực hơn để hạ nhiệt căng thẳng. Miễn là Trung Quốc vẫn gắn chặt với Hoa Kỳ và châu Âu thông qua hoạt động thương mại các mặt hàng có giá trị cao, không dễ thay thế, phương Tây sẽ có hiệu quả hơn nhiều trong việc ngăn chặn quốc gia này thực hiện các hành động gây bất ổn. Trung Quốc và Hoa Kỳ là đối thủ cạnh tranh chiến lược, không phải là kẻ thù. Tuy nhiên, khi nói đến quan hệ thương mại Hoa Kỳ-Trung Quốc, có một câu nói rất hay là giữ bạn bè gần và giữ kẻ thù gần hơn. Chính phủ Hoa Kỳ nên ngăn cản Bắc Kinh xây dựng một bức tường có thể chống trừng phạt nền kinh tế Trung Quốc. Để đạt được mục đích này, chính quyền tiếp theo nên thúc đẩy các liên minh, khôi phục các thể chế đa phương bị tổn hại và tạo ra cả cấu trúc phụ thuộc lẫn nhau mới, khiến sự cô lập và tự cung tự cấp không chỉ không hấp dẫn đối với Trung Quốc, mà còn không thể đạt được. Một nơi tốt để bắt đầu là xây dựng nhiều chính sách hơn tại bàn đàm phán, thay vì chỉ áp đặt thuế quan. Tiến hành chiến tranh thương mại trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị sẽ làm gia tăng thâm hụt niềm tin vào nền kinh tế Trung Quốc và dẫn đến sự mất giá của đồng nhân dân tệ. Điều này sẽ bù đắp một phần tác động của thuế quan. Trung Quốc cũng có thể linh hoạt hơn trong chính sách thương mại của mình so với vẻ bề ngoài. Kể từ khi chiến tranh thương mại Mỹ-Trung leo thang vào năm 2018, các học giả và quan chức Trung Quốc đã khám phá một số lựa chọn chính sách, bao gồm áp đặt các hạn chế xuất khẩu tự nguyện, định giá lại đồng nhân dân tệ, thúc đẩy tiêu dùng trong nước, mở rộng đầu tư trực tiếp nước ngoài và đầu tư vào R&D. Các học giả Trung Quốc cũng đã xem xét mối quan hệ thương mại của Nhật Bản với Hoa Kỳ trong những năm 1980, lưu ý rằng căng thẳng thương mại đã buộc các ngành công nghiệp trưởng thành của Nhật Bản, chẳng hạn như sản xuất ô tô, phải nâng cấp và trở nên cạnh tranh hơn với các đối thủ phương Tây. Một cách tiếp cận có thể mang lại bài học cho ngành công nghiệp xe điện của Trung Quốc. Ngoài các hạn chế xuất khẩu tự nguyện, Bắc Kinh đã thử một số phương án này ở một mức độ nào đó. Nếu chính phủ cũng thực hiện các biện pháp kiểm soát xuất khẩu tự nguyện, họ có thể giết nhiều con chim chỉ bằng một hòn đá. Động thái như vậy sẽ làm giảm thương mại và thậm chí có khả năng là căng thẳng chính trị với Hoa Kỳ. Nó sẽ buộc các ngành đã trưởng thành phải hợp nhất và trở nên bền vững hơn, và nó sẽ giúp chuyển năng lực sản xuất ra nước ngoài để phục vụ trực tiếp cho các thị trường mục tiêu. Cho đến nay, chính quyền Biden đã áp dụng cách tiếp cận phân chia theo từng ngành
đối với Trung Quốc, giải quyết từng vấn đề một và tập trung đàm phán vào các chủ đề riêng lẻ. Ngược lại, chính phủ Trung Quốc thì cách tiếp cận khác, trong đó không có vấn đề nào nằm ngoài bàn đàm phán và các nhượng bộ trong một lĩnh vực có thể được đổi lấy lợi ích trong lĩnh vực khác, ngay cả khi các vấn đề không liên quan. Do đó, mặc dù Bắc Kinh có vẻ cứng đầu trong các cuộc đàm phán riêng lẻ, nhưng họ có thể tiếp thu một thỏa thuận toàn diện hơn, giải quyết biết nhiều khía cạnh của quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc cùng một lúc. Washington nên cởi mở với khả năng có một cuộc mặc cả lớn như vậy, và nhận ra rằng nếu các động cơ thay đổi, giới lãnh đạo Trung Quốc có thể thay đổi chiến thuật đột ngột. Mà giống như khi họ đột ngột chấm dứt chính sách không COVID, Washington cũng nên cân nhắc tận dụng các thế đa phương như Tổ chức Thương mại Thế giới để tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán với Bắc Kinh. Ví dụ, Trung Quốc có thể đồng ý tự nguyện từ bỏ tư cách là quốc gia đang phát triển tại WTO, nơi dành cho các quốc gia được chỉ định chế độ ưu đãi trong một số tranh chấp thương mại. Họ cũng có thể bị thuyết phục ủng hộ khuôn khổ WTO được sửa đổi để xác định tư cách nền kinh tế phi thị trường của một quốc gia, một chỉ định được Hoa Kỳ và EU sử dụng để áp dụng mức thuế chống bán phá giá cao hơn đối với Trung Quốc, trên cơ sở từng ngành công nghiệp, thay vì cho toàn bộ nền kinh tế. Những bước đi như vậy sẽ thừa nhận thành công về kinh tế của Trung Quốc, ngay cả khi họ giữ nguyên các tiêu chuẩn thương mại cao hơn của các nước công nghiệp tiên tiến. Tập Cận Bình tự coi mình là một nhà lãnh đạo chuyển đổi, mời gọi sự so sánh với Chủ tịch Mao. Điều này đã được chứng minh khi ông chính thức tiếp đón cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Henry Kissinger, một trong số ít nhân vật người Mỹ được kính trọng rộng rãi ở Trung Quốc của Tập Cận Bình, vào tháng 7 năm 2023, chỉ 4 tháng trước khi Kissinger qua đời. Tập Cận Bình tin rằng, với tư cách là một cường quốc, đất nước của ông không nên bị ràng buộc bởi các cuộc đàm phán hoặc áp lực bên ngoài. Nhưng ông có thể cởi mở với các điều chỉnh tự nguyện về các vấn đề thương mại như một phần của một thỏa thuận rộng hơn. Nhiều thành viên trong giới tinh hoa chuyên nghiệp và doanh nhân của Trung Quốc cảm thấy tuyệt vọng về tình trạng quan hệ với Hoa Kỳ. Họ biết rằng Trung Quốc được hưởng lợi nhiều hơn khi hội nhập vào hệ thống toàn cầu do phương Tây lãnh đạo hơn là bị loại trừ khỏi hệ thống đó. Nhưng nếu Washington vẫn giữ nguyên con đường hiện tại và tiếp tục hướng tới một cuộc chiến tranh thương mại, điều này vô tình có thể khiến Bắc Kinh tăng gấp đôi các chính sách công nghiệp đang gây ra tình trạng dư thừa năng lực sản xuất ngay từ đầu. Về lâu dài, điều này sẽ tệ đối với phương Tây cũng như đối với Trung Quốc. Tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã kiên nhẫn lắng nghe trên Nghĩa Tin Tức. Hãy tham gia làm thành viên của Nghĩa Tin Tức để ủng hộ tôi. Xin cảm ơn.